Chào mọi người ha. Hôm nay mình sẽ nâng cấp nó lên lần thứ ba. Nay cái mùa giãn cách nó cũng vừa được nới lỏng xong thì mình cũng tranh thủ mình làm thêm mấy cái món cần thiết để cho những chuyến đi xa. Thì mọi người cùng xem là cái gì ha. Thì đó là cái bộ đèn mà anh em chơi adventure không thể nào mà thiếu được. Thường thì GS mọi người hay chơi dòng Clearwater. Tuy nhiên thì mình thì cũng phá nghịch lắm, cho nên là đi những cái bộ đèn nó đắt tiền quá thì nó cũng hơi tiếc nếu mà nó bị hư hỏng. Là mình đi đường ở Việt Nam nó xấu quá, nó hỏng một cái thì nó uổng phí. Với lại mình cũng để xem coi cái tool này thương hiệu cũng có tiếng ở Việt Nam rồi, nên là mình nghĩ là chắc có thể đáp ứng được. Lại cái điều kiện của mình cũng không có phải đi xuyên rừng vào giữa đêm gì cả, nên là mình nghĩ là cái dòng này thì nó đáp ứng được. Mọi người cùng xem ha. Thì đây là cái bộ tool 70, là dòng sáng nhất của tool hiện nay. Không biết cái dòng nào sáng hơn thì mình không biết, nhưng mà đến thời điểm hiện nay thì tool 70 thì theo mình biết nó là cái bộ tool sáng nhất, công suất là 70W cho một bóng. Thì bây giờ mình sẽ lắp lên cái con xe này. Nhưng mà trước khi lắp nó thì mình sẽ phải lắp cái khung chống ngã ở phía trên. Nó có cái chỗ lắp cái đèn này ha, mọi người cùng xem ha. Bây giờ mình sẽ khui cái bộ khung chống ngã của GS. Thì xe mình thì nó có sẵn cái chống ngã phía dưới máy rồi, nhưng mà để cho nó an toàn thì mình cần lắp thêm cái chống ngã trên. Theo mình nghiên cứu thì mình thấy cũng ít khi nào cái xe nó ngã mà nó chạm đến cái chống ngã trên lắm. Trừ khi là mình ngã vào những cái tảng đá dọc đường hay cái gì đó thì nó lồi lên thì cái ở dưới nó đỡ không được thì nó cấn lên trên thôi. Còn nếu mình đi dòng đi touring bình thường thì nó cũng ít khi nào xảy ra chuyện đó lắm. Tuy nhiên là lắp cái chống ngã trên thì ngoài cái chuyện nó an toàn thì nó còn có cho mình thêm những cái chỗ để mình treo đồ, và nó cứng cáp. Cho nên thì mình đầu tư luôn. Thì cái này cũng có anh bạn anh thanh lý, còn đúng cái loại dòng cho xe mình á, xe cũng đời sau rồi, đời sau rồi, đời 24, 25, nên là dọn kho thì anh để giá tốt lại cho mình. Thì bây giờ mình sẽ lắp lên. Để lắp cái chống ngã thì mình coi trong catalog của cái bộ Touratech thì phải tháo ra, tháo dàn nhựa ra, tháo gần như muốn hết luôn. Thì đây, tháo mỏ chim, ốp hông, ốp bình xăng, tháo hết. Đó, tháo gần như hết chỗ lỗi luôn. Và người ta hướng dẫn là mình lắp vào trong cái chỗ này cho nó sáng, lắp vào hai cái con ốc đây, lắp vào cái bát đây ha. Thì giờ mình sẽ lắp vào. Thank you.
lên đi lại hai cái kèn, bắt nó vào, quá cực luôn, đẹp chắc chắn vừa ấy. À, gần xong rồi, công tắc mình sẽ để đây, đi dây gọn này. Mình sẽ lấy hai dây lửa sau khóa lên. Đây là dây lửa sau khóa. Mình lấy hai dây để sau này có đi thêm thì nó còn cái chỗ để đấu dây lửa. Hai dây này mình sẽ bắt vào còi với lại bắt sinh. Bào bùng sình dữ lắm nên khi mình tháo này ra cũng trần ai luôn, tháo ra làm vệ sinh đất cát trong này không à, rồi mấy cái cao su nó khô hết nên là mình mới bôi mỡ silicone lên để dưỡng nó. Bây giờ mình sẽ ráp nó lại.